như kiểu con cháu nó biểu thôi đi bán đi. Dạ. Đừng làm cho ta nữa, ở dưới cua dưới tỉnh đeo lên. Dạ. Cua dưới tỉnh là tỉnh nào gì? Tỉnh Cà Mau. À, cũng ở Cà Mau mang lên. Dễ nó nó dưới nó. Dạ. À. À. Không có cua. Bây giờ có cua. Dạ. Chào quý vị các bạn, hôm nay thì Tuấn Dương ghé đây là gặp bác tên gì nhỉ? Thành. Bác Thành. Ok. Cái này anh Phi cho 1 triệu. Anh Phi cho anh Thành 1 triệu. Cho 1 triệu cho cái một... cái người bệnh mà ở anh người bệnh mà ở Lê Văn Sĩ á. Ở Lê Văn Sĩ đúng không? 333 xuyệt 7A Lê Văn Sĩ. Dạ, dạ, đúng rồi, ok. Đúng rồi. Còn cái này là chị anh chỉ cho 200. Chị anh gửi tặng 200. Cái này là Thành cho. Anh Thành cho. Vâng. Tại vì nói chung là đỡ khi bây giờ là cũng có quyên góp nữa, tại vì cái dạ. này là mình mới nhìn thấy thôi. Dạ dạ. Thì cái gì xong rồi tôi sẽ liên hệ với anh sau. Vâng, ok. Em cũng có quyên có hai khán giả gửi tặng rồi thì em cũng gọi điện cho gia đình là gom lại với cả bà đó, đợi là hôm sáng nay đi mua rượu rồi để hôm nay tới tắm cho anh ấy. Dạ dạ. Thế rồi nọ kia thì rồi em cảm ơn anh nhé. Dạ, cảm ơn anh, chào anh ha. Vâng. Dạ có gì xong rồi chừng nào có được em liên hệ anh ở đây. Dạ dạ dạ. Rồi, dạ cảm ơn okay. anh. Dạ chào anh. Đây bác cái giấu mặt ra. Rồi cảm ơn anh nhé. Rồi chào anh. Đây là cái khúc hẻm này. Cái hẻm này là cái hẻm mà dì Ba bán cua đó thưa quý vị các bạn đó. Bây giờ thì chưa cua chưa có ra đó. Nhưng mà Tuấn Dương thì cũng không có quay cua. Tuấn Dương hôm nay thì đi tới đây để nhận cái số tiền này để sẽ gửi cho anh Thanh nhá. Rồi bye bye cả nhà nhé. Đây, chào quý vị và các bạn, hôm nay thì Tuấn Dương đi tới đây thì gặp một cái tiệm cua. Đây là tiệm cua của dì Năm. Cua sống 350.000 một ký. Ồ, vậy là rẻ, hôm trước mua ở trong nhà hàng là tới hơn 400 lận. Dạ. Đây gì bán được lâu chưa gì? Bán bữa rồi. Đây là hồi đó như kiểu con cháu nó biểu thôi đi bán đi. Dạ. Đừng làm cho ta nữa, ở dưới cua dưới tỉnh đeo lên. Dạ. Cua dưới tỉnh là tỉnh nào gì? Tỉnh Cà Mau. À cũng ở Cà Mau mang lên. Dễ nó nó dưới nó. Dạ. Không quay được mấy ngày. À. Không có cua chắc làm được. À. Không có cua. Bây giờ có cua. Dạ. Ở đây thì mình có mấy loại cua ở gì? Hai loại, cua thịt và cua gạch son. À, cua cua thịt và cua gạch. À. Cua thịt là cái nào ở gì? Bữa nay thằng gạch xong rồi, nay không có. À, bữa nay toàn cua gạch thôi. À. Một con này thì thường là khoảng bao nhiêu ký vậy gì? Con này chính nó toàn là 3 lạng. 300 gram. Nhưng mà có dây dắt nó hơn nửa ký. Ờ, nhưng mà con này nếu mà là bán là nhiêu tiền? 180.000. À 180.000 con đó. 60.000. À 600 một ký. Vậy là con này 300 gram. 300 gram là có 180 thôi. Ngoài mua cua đi ngoài. Đây là gì bán cua sống. Cái cua này mình buộc dây để làm gì hả chứ? Buộc dây nó kẹp không? Buộc dây không nó kẹp. À. Cái dây có dây để này là nhỏ đó. Để cho nó giữ ẩm không? À. Đây thì bán cũng sắp hết rồi đúng không? À. Thì bán mày từ mấy giờ đến mấy giờ? Một lần 1 ký 1-12 ký thôi. Dạ. Thằng em nó gửi lên cho năm. Khoảng 11-12 ký. À. À, 5 cái. Vậy là đóng một thùng xốp sau đó gửi lên. Gửi lên phó cơ điều này. À gửi ở phó cơ điều. Đúng rồi. Xe của ông Hảo. À xe của ông Hảo. Cái này bao ăn là sao rồi gì? Bao đó con. Bao ăn là sao ạ? Cái bao nhiêu là con ốp hay là nó ốp hay gì á mình đổi lại cho bác. À nếu mà ốp là đổi lại con khác à. Dạ.
đây tủ cua, đây có một bà cụ đấy đi lượm ve chai này. Đây cái chỗ sạp cua mới là số 579 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5 á. Thì đó là áo dài Phô Mi Nguyễn. Đó, rồi còn bên đây là hủ tiếu Nguyên Phát, 581 Nguyễn Trãi. Rồi video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ end tại đây nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những các cái video clip kế tiếp. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay nhé. Bye bye các bạn. 350k một ký.